siêu luôn mà. Mình cho chung là cơ bản là sau này mày nếu mà làm ấy, ngày nào để biết cái cách nhận biết thì nó toàn lừa thôi. À dạ. Có khi ông quả long tu nó kêu giả hàng. Biết không được luôn. Nó chê nhau không nhiều mà. Tiền ấy chứ mà. Thực tế xuân là nó lại có cái dân của Căm cái như là đây là cá này nó xuân mà. Dân xuân nhưng mà là của Hải Đôn. Làm gì mà nó khác. Để đang ghép. Cái chết. Phân dân dư. Có à. Để bẻ lên để chú ý là nó không có lên ai. Cái này là rừng hết rồi, cái rừng. Quay cách 4 phân. Ừ. Đó, bón phân này. Đây này là mình mua được còn không dạ. Mình mua theo bịch cũng được. Còn thằng kia là nhạn tháng 8. Nhạn. Nhạn. Giờ nó đắt là chỉ có thằng nhạn với thằng đó thì cho quay hết cái kiểu cái kia đó, như vậy cho ghét. Cái kiểu này là... đấy. Đó, nhưng mà cháu đầu tư là bị dàn như thế này. Nếu mà đầu tư bán cà phê thì mình làm bán cà phê, làm tầng trên là nan, tầng dưới là mình làm cà phê. Thì đó, nhà bán cà phê đó. Nếu bán cà phê làm tầng dưới mình dạ. Mình bán cà phê mình để độ hai hàng nan thôi, hoặc một hàng nan ở trước. Cái này là nó cần nắng như thế nào chứ hả? Nắng nó chỉ cần độ khoảng 3% nắng thôi. Nắng buổi chiều được không? Hay phải nắng buổi sáng? Bắt buộc phải nắng buổi sáng. Cái... sáng được, buổi chiều được, cứ 30% nắng. Biết có cái thủy tiên để em vừa rồi. Em thích thủy tiên, tiên thứ trà, thủy tiên nó ra chuồng nó đẹp, nó đẹp, nó đẹp. Bữa nào ra mà xem cái thằng ấy là nào. Nghi Xuân hả? Nghi Xuân. Đi kia ông chó nó cắn. Cắn, cắn, đi này cho chắc anh. Đó, quay hết. Có nó cắn nó sợ. Ồ, nó đốt cái mệt nó. Ồ, hai. Hai vàng luôn. Cơ bản là vào trong cái nhóm trong các hộ chơi lan. Dạ. Đó bây giờ con quay hết như thế này này. Đó, xong rồi về mới biết được cái kiểu lên như vậy. Chứ không phải là cứ bịch trên này, bịch này có cả cây gỗ, có cả cây này cây kia gắn vào. Dạ. Cái này gỗ không này. Đó. Ừ, rồi trên này, đó, xem cái chậu sứ, chậu ấy, chậu xanh. Đó. Chậu này. Đây này thủy tiên đây này. Nó đây này, thủy tiên này. Cái trái thủy tiên đâu anh? Thủy tiên lá to nha. Giò này bao nhiêu? Thủy tiên này này. Ừ. Ờ như hôm nào hôm nấy. Chăm cho em đi nhá. Làm chết em đấy. Không, nó phải ra thủy tiên này rết nó mới ra hoa. Ra hoa vàng rồi luôn, nó chịu xóa tiên hết. Bởi vì cái cành như này nó mới ra hoa, bởi vì em chơi thủy tiên em biết mà. Hồi xưa em lấy cho tiên giới về nhiều lắm. Đó. Cái này, sao anh này? Anh không trồng địa lan à? Địa lan không có. Cái loại, cái kiểu như vậy hả? À, kiểu này là cái cắt của cái thân nó ra ghép cho đây. Cắt những cái mầm ở cây ấy. Nhân nó ra nhưng mà cái dạng mầm này cháu quay cái hệ thống tưới gì kìa tưới phép á à tưới đó. Tưới tự động hết á coi coi hệ thống là tưới phép á tưới nó phun sương mù á này khoảng cách cỡ mét rưỡi mét làm sao bình tĩnh cái độ phong tỏa của xương tôi cho mét rưỡi nhưng mà cái này là ta bắt là hơi sai đấy. Mày bắt là mày phải bắt so le ra. So le à đây. Tức là cái chỗ cái này xong rồi tới mét rưỡi xong cái chỗ kia là mét rưỡi là giữa ra. Dạ, lật qua. Ừ. Cái này là cái thằng kia nó đéo biết nó mới mình hỏi. Cái này mình có dùng bơm gì không hay? Bơm chứ. Hay là vẫn có một cái bơm trợ cho nó. Bơm chứ phải bơm trực tiếp chứ đừng có tưới nước máy. À dạ. Tưới nước máy là na đéo lên đâu. Nước máy nó có cái lo chứ. Nhà con thì nước giếng. Dạ. Nhưng mấy cái cây này thì lâu chưa? Chứ. Cây này thì tao mới làm tất cả được 8 tháng hơn 5 tháng. À. Như vậy mấy cái này nó có lên phân cái gì không chứ?
Thế là trên cái cây này nè. Chủ yếu thằng Nan là nó ăn, nó ăn bám. Dạ. Thế nên là tưới một tuần hoặc là hai tuần một tưới phân làm xịt. Dạ.